Tại thôn Phú Thị, xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang, có một gia đình danh gia vọng tộc, nền nếp, gia phong và hiếu học. Đặc biệt, có đến 5 thành viên có học hàm giáo sư và có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam và nền giáo dục nước nhà. Đó là gia đình giáo sư Dương Quảng Hàm. Đây là gia đình có nhiều cái thứ nhất. Khởi đầu là giáo sư Dương Quảng Hàm, người viết tác phẩm Việt Nam Văn học sử yếu, được xem là cuốn văn học sử phổ thông bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Con trai cả Dương Bá Bành là lớp bác sĩ y khoa đầu tiên tốt nghiệp y khoa đại học trong thời kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được đích thân Hồ Chủ tịch trao bằng tốt nghiệp. Con gái thứ Dương Thị Ngân là phát thanh viên đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, người đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch. Người con gái thứ tư, giáo sư, tiến sĩ triết học Dương Thị Thoa, tức Lê Thi, sinh năm 1926, là người phụ nữ cứu quốc tiêu biểu được lên kéo cờ đỏ sao vàng trong ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người con thứ bảy, giáo sư, bác sĩ Dương Thị Cương, nguyên viện trưởng Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, là người đầu tiên được giải thưởng Kovalevskaya năm 1999. Giáo sư Dương Quảng Hàm, sinh năm 1898 tại làng Phú Thị, xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cha của ông là Dương Trọng Phổ, anh cả là Dương Bá Trạc, một trong những người sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trường học cách mạng đầu tiên của thành phố Hà Nội. Em trai là Dương Tự Quán, đều là những danh sĩ có tiếng đương thời. Thuở nhỏ, ông học chữ Nho, sau ra Hà Nội học chữ Quốc ngữ. Năm 1920, Dương Quảng Hàm tốt nghiệp thủ khoa trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Từ năm 1920 đến năm 1946, ông làm giáo viên trường Bưởi, một ngôi trường nổi tiếng thời bấy giờ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông được bổ nhiệm làm tổng thanh tra trung học, rồi làm hiệu trưởng của trường Bưởi, tức trường Chu Văn An hiện nay. Giáo sư Dương Quảng Hàm là một trong những người đặt nền móng cho nền giáo dục nước ta thời kỳ trước và sau cách mạng tháng 8. Trong hơn 20 năm, 1920-1945, ông đã làm việc không mệt mỏi, vừa giảng dạy, vừa viết sách giáo khoa văn học và sử học cho nhà trường từ bậc tiểu học đến bậc trung học, vừa bằng tiếng Pháp, vừa bằng tiếng Việt, với nhiều công trình có giá trị để lại cho hậu thế như Quốc văn trích diễm, Việt Nam giáo khoa thư, Việt Nam văn học sử yếu, Việt Nam thi văn hợp tuyển. Vợ giáo sư Dương Quảng Hàm là bà Trần Thị Vân, người cùng thôn Phú Thị, xã Mỹ Sở. Cuộc hôn nhân của giáo sư Dương Quảng Hàm với bà Trần Thị Vân khá đặc biệt. Nó xuất phát từ sự hòa giải của hai dòng họ cùng đỗ đạt trong làng Phú Thị, xã Mễ Sở, Hưng Yên, khi các tập tục phong kiến còn đang ngự trị. Đó là dòng họ Dương và dòng họ Trần. Hai người có với nhau 8 người con, 4 người con gái, 4 người con trai. 8 người con của giáo sư Dương Quảng Hàm đều hiếu học, học giỏi, trở thành những trí thức tiêu biểu, hết lòng phụng sự Tổ quốc. Mỗi người một tính cách, công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, song họ đều là những tấm gương sáng về trí tuệ, nhân cách và tinh thần dấn thân cho cách mạng. Người con trai cả của giáo sư Dương Quảng Hàm là tiến sĩ y khoa Dương Bá Bành, là lớp bác sĩ y khoa đầu tiên tốt nghiệp y khoa đại học trong thời kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với lòng yêu nước sục sôi của toàn dân lúc đó, bác sĩ Dương Bá Bành xin Nam Tiến phụ trách một trạm quân y tiền phương tại mặt trận Nam Trung Bộ. Trong thời kỳ Hà Nội bị tạm chiếm, ông trở về làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh và nhân dân tại nhà thương Phủ Doãn, nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bà Dương Thị Ngân là người con thứ hai trong gia đình giáo sư Dương Quảng Hàm. Bà là một trong hai phát thanh viên đầu tiên vào phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam cất lên câu nói lịch sử: "Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa." Rồi bà cùng ông Nguyễn Văn Nhất, sau này là chồng bà, thay nhau đọc bản tuyên ngôn độc lập phát trên sóng của đài trưa ngày 7 tháng 9 năm 1945, đánh dấu sự ra đời của đài phát thanh ở nước ta. Bà Ngân cũng là người vinh dự được đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát trên sóng quốc gia ngày 19 tháng 12 năm 1946. Người con thứ ba là giáo sư, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Dương Trọng Bái, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với đức tính khiêm nhường, giản dị, chuẩn mực, nên ông được bạn bè dành tặng 4 chữ Mô Phạm Chuyển Gia, coi như người kế tục sự nghiệp của bố. Ông có vai trò quan trọng trong việc biên soạn bộ sách giáo khoa vật lý đầu tiên cho học sinh trung học phổ thông, là một trong 3 nhà khoa học vật lý Việt Nam đầu tiên được cử sang nghiên cứu vật lý hạt nhân tại Viện Dubna, Liên Xô trước đây.
tham gia nghiên cứu và xây dựng bộ thuật ngữ tiếng Việt đầu tiên cho môn vật lý. Người thứ tư trong gia đình giáo sư Dương Quảng Hàm là bà Dương Thị Thoa, một phụ nữ hăng hái hoạt động cách mạng và nổi tiếng với bí danh Lê Thi, là một trong hai người phụ nữ vinh dự được kéo cờ Tổ quốc trong buổi lễ Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hồi phổ thông, bà Thoa học rất giỏi, được giải thưởng của toàn quyền Đông Dương cho đi tham quan Vịnh Hạ Long và Huế dự lễ tế Nam Giao của vua Bảo Đại. Bà nguyên là cán bộ tiền khởi nghĩa, đoàn viên đoàn phụ nữ cứu quốc, tham gia đoàn chiếm trại bảo an binh giành chính quyền năm 1945. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, bà được cử đi học trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc và trở thành giáo sư triết học, nguyên viện trưởng Viện Triết học, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Người con thứ năm là nhà giáo Dương Hồng, thời trẻ cũng tham gia tự vệ phố cùng các anh trai, có biệt tài vẽ tranh bằng tay trái rất đẹp. Vì thuận cả hai tay nên ông thường dùng tay trái vẽ hình, tay phải viết chú thích, khiến học trò rất nể phục. Là giáo viên dạy môn sinh học, ông nổi tiếng về tinh thần tự học, tự soạn các loại từ điển như từ điển Pháp Việt, từ điển sinh vật, từ điển dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, tự vẽ bộ sưu tập tranh các con vật để phục vụ việc dạy học. Người con thứ 6 là bà Dương Thị Duyên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, phóng viên duy nhất của nước ta được tham dự hội nghị Paris về Việt Nam tại Pháp. Tại hội nghị này, bà không chỉ có nhiệm vụ đưa tin mà còn gặp gỡ tuyên truyền kiều bào Việt Nam theo sự phân công của đoàn công tác. Bà rất thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, nguyên phụ trách bản tin thế giới, nữ trưởng ban đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam. Về sau, do yêu cầu công tác, bà chuyển sang làm trưởng ban quốc tế của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến lúc nghỉ hưu. Tiếp nối nghề y của anh cả, người con thứ 7 là bà Dương Thị Cương, cũng trở thành giáo sư, bác sĩ, nguyên trưởng bộ môn phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên giám đốc bệnh viện C, nay là bệnh viện phụ sản Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 4. Bà là nhà khoa học nữ đầu tiên của ngành y dược Việt Nam được nhận giải thưởng Kovalevskaya nhờ những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu các bệnh ung thư phụ nữ, trẻ em, thai nhi hiếm muộn. Tuổi trẻ của bà hoạt động rất tích cực trong phong trào học sinh kháng chiến Hà Nội và bị địch bắt, tra tấn dã man. Noi gương các anh chị, người con út Dương Tự Minh cũng hoạt động cách mạng từ lúc 13 tuổi trong đoàn học sinh kháng chiến, tham gia in, phát hành báo, nhựa sống trong lòng địch. Ông hai lần bị địch bắt tù đầy, vào nhà lao hỏa lò. Ông nguyên là trưởng ban trường học, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 8 người con, mỗi người một con đường lập nghiệp, nhưng tất cả đều là những đảng viên gương mẫu, đóng góp xứng đáng, làm rạng danh truyền thống gia đình, dòng họ, quê hương đất nước. Gia đình giáo sư liệt sĩ Dương Quảng Hàm là một gia đình trí thức tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên nói riêng và nước Việt Nam nói chung. Hiện nay, tại huyện Văn Giang có một ngôi trường mang tên giáo sư Dương Quảng Hàm. Đó là trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, một ngôi trường có nhiều thành tích trong giáo dục như chính bề dày truyền thống của gia đình giáo sư Dương Quảng Hàm.